Xin chào các anh em, mình là Game Flow Channel đây. Hôm nay mình sẽ chơi màn hỗn chiến phóng liệu. Mình sẽ chọn địa điểm nơi không lồng và mình đang đáp xuống những cái chỗ có cái chui đi nhà máy điện, không phải chui quái rắn mình biết. Và mình sẽ đáp xuống như này, có thử có thanh niên nào không? Có thằng thanh niên. Anh này đang làm gì thế? Anh này đang theo mình. Có hai thằng luôn em ơi, nó khóc xuống trước mình đây. Mình sẽ lấy xuống trước để tiêu diệt thằng thanh niên này. Đó rồi này. Này thì nhắm bố này cô. Chạy đâu cô? Chạy lên huyền hả mày? Để bắt bố mày hả mày? Đâu có dễ. Chú quá non, quá tuổi, quá cơ. Tội nghiệp chú. Còn thanh niên kia đâu rồi? Thoát xuống luôn. Cho tôi chắc lần tôi vui luôn. Thanh niên kia nó ký quá em ơi. Nó đập trên lọc nhà, nó chết phục xuống luôn em ơi. Thì mình sẽ chạy ra đi kiếm mẫu nhưng này để có mẫu toàn đàn không anh em ơi. Thì mình sẽ chạy bằng ra ngoài này để ăn nấm. Ngoài này có một cái nấm, mình phóc xuống mình là thấy một cái nấm, cái nấm màu đỏ màu xanh màu vàng gì đéo biết, nhưng mình biết là mình có nấm ở đây có cái giáp nữa anh em ơi. Ngon luôn, chuẩn con mẹ nó luôn. Bây giờ mình đã ăn nấm xong, mình sẽ qua bên này lúc đồ rồi đi bắn con em nhé. Mình đã đi qua chỗ này. Sân lưng mình có một thanh niên, nó đang bắn con lén sân lưng mình kìa. Nó đang cố bắn như vị thần thanh niên này, nó bắn ra nó chết luôn. Tội nghiệp thanh niên nó. Như mình sẽ đứng đây có thứ có thanh niên nào bắn sát thì mình sẽ giết nó luôn. Thôi kìa mì nó qua đây lục đồ trước đã. Mình sẽ đi kiếm mẫu và kiếm ba lô nha anh em. Mình đã kiếm được giày, nhưng mình để thấy mẫu đâu cả. Có một mẫu kia anh em ơi. Thì mình sẽ vô đây lượng hủy có gì đã. Đoàn giày dép với súng của anh em ơi. Mình sẽ qua đây lấy mẫu anh em ơi. Nếu có mẫu anh em ơi, mình sẽ qua lúc xác thanh niên ngáo đá ngu người kia. Thanh niên này được xếp trong những tộc những thằng nguy hiểm nhất hành tinh anh em ơi. Nó bắn mình không chết rồi nhưng nó chết. Tội nghiệp thanh niên này. Bắn ngu chứ cái khờ ấy. Bắn thì bắn đe khắc, bắn đe từ mà bắn chết luôn. Đe từ bắn cũng chết luôn, gặp con giáp rồi ấy. Bữa một phát 250 mấy mẫu chết luôn. Tội nghiệp thanh niên. Chứ mình sẽ chui xuống dưới thông lũng này. Có thứ có thanh niên nào không thì mình sẽ chén thanh niên nữa luôn. Mình đã đi với vận tốc rất là chậm, rất là nhanh. Với một cô gái tên chim miếng miếc, mình chỉ mua về chơi thôi. Mặc áo quần bình thường, đội chỉ mũ rất là ngầu. Mình sắp hết anh em ơi. Nhiều trận này mình chơi được tổng 1 thì anh em nhớ đăng ký và subscribe mình nhé. Nhiều không được thì thôi, anh em nhớ vẫn ủng hộ và những người nhớ vẫn đăng ký và theo kênh mình nhé. Mình lại đang có thằng thanh niên đang bắn ở dưới này rồi, có hai thằng nó đang bắn ở dưới kia. Thanh niên kia mình sẽ chạy qua bên kia trước, có thứ khó thanh niên kia không mình sẽ bắn nó luôn. Thanh niên này nó chạy đâu ra đây em ơi? Nó chạy bo hả? Có một thanh niên này đang cố gắng chạy bo. Thanh niên này chỗ mình rồi mà vẫn làm lên em ơi, những câu chuyện xảy ra mình sẽ bắn nó cực lơ luôn. Thanh niên này không trốn em ơi, hai quả ống trúng luôn, chạy đai vậy. Ba quả đéo cho anh em ơi, thì cho nó rồi một phạt 140 mấy đám anh em ơi. Mình sẽ cho nó lấy bằng thư ăn xôi luôn em ơi. Mình sẽ cho thanh niên này lấy bằng thư ăn xôi luôn. Thanh niên này làm mình tốn rất là nhiều đạn anh em ơi. Một phát này, hai phát này. Thanh niên này chết anh em ơi. Thanh niên này do mạng lát chạy nửa đường đứng yên chỗ như có chuyện xảy ra vậy. Tội nghiệp thanh niên chết chi mà lên bằng thử ăn xôi rồi, quá đắng cay lòng quá mà. Thôi bò thu rồi anh em ơi, mình sẽ ăn hết tráng xong rồi bò và đi chiếm cùng anh em nhé. Mình đã giết được 2 kiêu và trước mặt mình chỉ còn lại 7 thằng thôi anh em ơi. Mình sẽ nẹp trong cái bụi này.
à, cái bụi này thử có thanh niên là cố gắng chạy bò thì mình sẽ cho nó lên băng thường sử dụng thanh niên kia luôn. Mình sẽ cho nó lên băng thường sử dụng thanh niên kia luôn. Thanh niên kia khi ăn xôi có nhiều thanh niên bên kia bị mấy bạn này cho nó ăn gà luôn. Cho nó ăn xôi gà luôn đấy mày. Chứ bạn mình không có thanh niên nào cắn đấy mày. À, mình sẽ nhảy lên quê này để nép. Nhảy được anh em ơi, thôi bỏ nó, bỏ mẹ nó luôn. Chiến luôn, chụp gì không em ơi. À, trước này có một chiến thuật căng thẳng anh em ơi. À, một thanh niên đang còn nhẫn nhảy á. Nhảy lên nhảy xuống như một con điên. Thanh niên này, thanh niên này đang cố bay lên. À, cũng chỉ thuật là căng thẳng. Mình sẽ ăn hôi này. Này thì nhảy ra chủ. Nhảy hôi chúng bộ mấy cái. À, thanh niên này nó đang mặn bên kia anh em ơi. À, nó bắn mình ra, nó bắn mình, nó cũng bắn mình nhưng có thằng sử dụng bắn thắng nên nó phải gặp được cùng bắn thằng kia thôi. Mình sẽ qua đây lục đồ, cho mình sẽ giúp thanh niên kia. Thanh niên này, đéo có gì thì cả anh mình toàn là đáng rồi em ơi. Có lúa mình chưa toàn là đáng với máu thôi. Chứ mình sẽ nấp trong bụi cây này, chờ thanh niên kia lên mà, thanh niên kia lên mà chạy nó luôn. Cuộc chiến thật là căng thẳng như một pháo hoa vậy anh em ơi. Những pháo hoa ăn Tết ngày 30 Tết vậy anh em ơi. Cuộc chiến thật là căng thẳng của đó mà. À, cho bậc mình là một thanh niên người ngon ngáo đang cố gắng nhảy như một vị thần. Bãi bảy mẫu này anh em ơi, thanh niên này vẫn cố nhảy, cố bắn không biết thanh mình ở đâu nên mình nó không biết mình ở trong bụi cây luôn anh em ơi. Nó làm giả ngơ nhưng có chuyện xảy ra cả. Thanh niên này nhảy cao chạy. Có bắn quanh anh em ơi. Ôi trời ơi, phát hiện ra em ơi. Thế này phát hiện ra mình rồi. Mình cho nó đi ăn xôi luôn. Ăn xôi gà luôn em ơi. Một phát ra em ơi, chỉ có hai một phát là thanh niên sẽ lấy bằng điểm số chơi. Hai phát thanh niên này có tội nghiệp. Thanh niên này quá ngu ngợi mà. Nó cho like mình luôn kìa đấy em ơi. Cho like luôn. Sợ ơi thanh niên. Bắn được thì được có bắn mày ơi. Trời ơi, ở đây có cuộc chiến thật là căng thẳng. Giữa cuộc tình tay ba. Hai thanh niên này đang yêu nhau nhưng không thẳng sẽ đang chén. Thanh kia là bị chết. Sẽ dùng dưới này giúp thanh niên này luôn. Một phát đó em ơi. Một phát 390 máu thanh niên này là chết. Sao còn một thằng nữa em ơi. Vui chào mình là được tổng 1. Video của mình ngày nay là thành công. Bye bye.